đã có phiên bản hét giá hơn 1 tỷ đồng. Hãng chuyên độ các sản phẩm xa xỉ Kavia của Nga đã bắt đầu giao giá cho các phiên bản đặc biệt của iPhone 11 với mức giá rất đắt. Các phiên bản iPhone đặc biệt của Kavia thiết kế lấy cảm hứng từ vũ trụ đều dựa trên một nguyên mẫu iPhone 11 của Apple. Một phiên bản duy nhất iPhone 11 được Kavia đính nhiều đá quý, kim cương, mảnh thiên thạch, đá từ mặt trăng với mặt lưng được thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ Tubill lần có giá lên tới 49,990 đô la Mỹ. Nếu không đủ tiền để đặt chiếc iPhone 11 độc nhất vô nhị này người dùng có thể chọn phiên bản cũng đặc biệt không kém với giá từ 4.400 đô la Mỹ, khoảng 102 triệu đồng. Như chiếc iPhone 11 Explorer có mặt lưng được chạm khắc đá quý và chất liệu titan, thiết kế lấy cảm hứng từ một vệ tinh. Ngoài ra, phiên bản iPhone 11 Soyuz với giá bán 5.590 đô la Mỹ, khoảng 130 triệu đồng, có thiết kế lấy cảm hứng từ tàu vũ trụ của Nga. Mặt lưng chiếc iPhone này có hình Soyuz Miss không, được làm từ bộ phận của chiếc tàu vũ trụ ngoài thực tế. Người dùng bình thường sẽ để ý đến thông số kỹ thuật của chiếc iPhone định mua, nhưng Kavia cho biết, thông số kỹ thuật của iPhone họ chế tác không quan trọng đối với những người chịu chi đến 50.000 đô la Mỹ để mua nó. Bộ ba iPhone 11 của Apple dự kiến sẽ ra mắt vào ngày mùng 10 tháng 9 tới trong sự kiện của Apple tại trụ sở ở Cupertino, California, Mỹ.